Guillermo del Toro, một vị đạo diễn với phong cách làm phim vô cùng đặc biệt, nổi tiếng với những bộ phim như Pacific Rim, The Shape of Water, hay mới đây là Pinocchio, bộ phim về cậu bé người gỗ, đã đem về cho đạo diễn người Mexico này hàng loạt những giải thưởng danh giá khác nhau. Vào năm 2022, vị đạo diễn này đã cho ra mắt một series mới mang tên Cabinet of Curiosities, được chiếu trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Trước mỗi tập phim, ông sẽ giới thiệu qua cùng với một vài mô hình liên quan đến nội dung của tập phim đó. Cùng xem tác phẩm kinh dị này có gì hay ho nhé. Và mới đây, một bộ phim hơi mang thiên hướng kinh dị là A Haunting Venice cũng đã được Way to Weird chúng mình review trên kênh chính thức rồi đó. Còn bây giờ, cùng đi vào nội dung chính của video này nhé. Let's go! Cabinet of Curiosity sẽ có 8 tập phim và mỗi tập sẽ hoàn toàn riêng biệt, không liên quan gì đến nhau. Vài con quái vật được dựa trên những tác phẩm của nhà văn Howard Phillips Lovecraft, một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng vào thế kỷ trước. Ông chính là người đã khai sinh ra thần thoại Cthulhu. Con quái vật xuất hiện trong tập đầu tiên của series này mang tên Dotty là loại quái vật mà có rất nhiều xúc tu và thường xử lý kẻ thù bằng cách nuốt vào bụng. Nick Capleton, một người đàn ông luôn bị chủ nợ dí, đã đấu giá thành công một kho đồ cũ của một ông già đã ra đi vì đau tim ở đầu tập phim. Trong kho này, ngoài những đồ vật linh tinh như bàn ghế hay quần áo, Nick đã tìm được một cái bàn cầu cơ cùng với 3 trong 4 quyển sách vô cùng giá trị, có thể sử dụng nó để triệu hồi một con quái vật từ thế giới khác. Anh tới một cửa hàng đồ cũ để bán đồ và Nick đã gặp được Roland, có vẻ như là một người rất quan tâm đến cái bàn cũng như 3 quyển sách kia. Roland đã trả 10.000 đô cho 3 quyển đó và nói rằng nếu như Nick tìm được quyển thứ 4, Roland sẽ sẵn sàng trả ngay cho anh hẳn 300.000 đô giúp anh thoát khỏi mọi nợ nần. Nick đã quay trở lại kho đồ cũ và tìm đến một đường hầm bí mật. Và lúc này thì con quái vật đã xuất hiện. Con quái vật xúc tu kia đến từ một thế giới khác và nó cần một vật chủ để có thể ở lại thế giới này. Ông già đã chết ở đầu phim chính là người đã sử dụng mấy quyển sách để triệu hồi nó, rồi cho con quái vật đó sử dụng chính người em gái của mình là Dotty làm vật chủ. Khi bước vào trong căn hầm, Nick đã không nghe lời Roland cảnh báo, để rồi con quái vật đã kết liễu cả hai người. Hóa ra, người đàn ông ở đầu phim luôn làm thịt động vật, có lẽ là để cho con quái vật đó ăn, và việc ông ấy luôn nhảy nhót trước khi đi vào căn phòng chính là một nghi thức trước khi đưa đồ ăn cho nó. Khi thằng đấu giá nhà kho, Nick đã gặp Emilia, một người Latin, chính là chủ cũ. Emilia nói rằng do bà đã chuyển nhà nên không nhận được thông báo phải đóng tiền thuê, và Nick có vẻ như là một người khá là phân biệt chủng tộc. Anh liên tục dùng những lời lẽ vô cùng khó nghe với Emilia, kiên quyết không cho bà quay trở lại nhà kho để lấy một vài món đồ cũ thuộc về gia đình của bà. Emilia đã chờ Nick đến tận tối, và khi Nick đang chạy khỏi con quái vật, Emilia đã không mở cửa, để rồi cuộc đời anh đã phải kết thúc một cách đau đớn. Biết đâu đấy, nếu như Nick đối xử một cách thân thiện hơn, thì cuộc đời anh đâu có phải kết thúc như vậy. Giống với nhân vật Nick ở trong tập phim trước, lần này nhân vật chính là Mason cũng đã dính vào một món nợ và phải đi làm những việc bất hợp pháp để có thể kiếm được tiền. Dù trong miệng luôn lẩm bẩm những câu nói trong kinh thánh hay những lời giảng dạy mà ông nghe được ở nhà thờ, Mason lại là một kẻ trộm mộ, cướp đi tài sản của những người đã khuất. Khi nghe được tin về một người giàu có chuẩn bị được chôn cất cùng với hàng loạt những vật dụng quý giá, Mason đã ngay lập tức đào mộ người đó lên, nhưng lại bị lũ chuột lôi thi thể của người đàn ông đi mất. Mason ngay lập tức chui vào cái đường hầm và gặp phải hàng loạt những con chuột cống ở trong đó. Ông đã rút súng ra và bắn nhầm một phát vào chân mình, rồi sau đó bắn trúng một con chuột khác. Tưởng rằng đã đuổi được bọn chuột nó đi, nhưng không, Mason đã gặp phải một con chuột mẹ to đúng bằng người ông luôn, với đôi mắt long sòng sọc và mấy cái răng nanh nhọn hoắt. Con chuột cào một phát vào tay Mason, thế nhưng ông chạy được, rồi rơi xuống một cái hố chứa đầy hai cốt của những người đã khuất. Nhưng tưởng đã rơi vào một mỏ vàng khi ở trên những đống xương là hàng loạt những tài sản như đồng hồ, vòng cổ hay nhẫn. Mason đã tìm đến một cái vòng cổ khác lấp lánh, rất đẹp, lại còn có những viên ngọc với rất nhiều màu. Với lòng tham của mình, Mason đã ngay lập tức giật lấy cái vòng cổ, nhưng đột nhiên bộ xương khô nắm lấy tay ông, rồi liên tục gào lên đòi lại chiếc vòng đó. Mason đã trèo lên được cái hố vừa nãy, rồi xử lý được con chuột khi đã kéo một tảng đá đè lên. Đồng thời ông cũng bò được lên trên cái hố và thoát khỏi bộ xương khô. Nhưng tưởng thấy được ánh sáng là ông đã gần mặt đất lắm rồi, nhưng không, đó chỉ là một cái đèn được đặt trong một cái quan tài với dòng chữ Rest in Peace. Và thế là Mason đã bị trừng phạt bởi chính những gì mình đã làm. Từng là một người chuyên luẩn quẩn quanh nghĩa trang, giờ đây Mason sẽ nằm vĩnh viễn ở đó và trở thành nạn nhân của những kẻ trộm mộ khác. Nếu như bạn không phải là một fan của Sting đỏ cũng như những thứ trong cơ thể con người, thì mình khuyên rằng tập phim thứ 3 mang tên The Autopsy hay Cuộc Khám Nghiệm Tử Thi sẽ không phải là một tập phim dành cho bạn đâu. Người cảnh sát trưởng Craven đã nhờ Carl, một người bạn thân của mình và cũng là một người bác sĩ, đến khám nghiệm tử thi của vài người công nhân sau một vụ tai nạn ở một mỏ than. Nếu như chỉ là một vụ tai nạn bình thường thì không nói, nhưng khi Craven kiểm tra một vài thi thể thì không có bất cứ một giọt máu nào ở trong họ cả. Sau khi đưa con đến phòng khám nghiệm,
thì Craven đã đi về và nói rằng ông sẽ quay trở lại vào sáng hôm sau. Khám bắt đầu công việc của mình và ấn máy ghi âm trong cuộc khám nghiệm này. Sau khi đã mổ xẻ hai thi thể đầu tiên, đúng là không có bất kỳ một giọt tinh đỏ nào trong cơ thể của cả hai người đó cả. Và đến khi ông chuẩn bị khám nghiệm người thứ ba mang tên Joe Allen, thì con quái vật mới bắt đầu xuất hiện. Chắc chắn ai xem tập này cũng sẽ phải cảm thấy ghê ghê trong người với những cuộc giải phẫu. Từng nhát dao mổ xẻ đều được mô tả một cách quá chân thực. Joe Allen đã đánh ngất bác sĩ Carr, rồi trói ông vào một bàn mổ. Sau khi tự dùng tay để mở bụng mình ra, và lúc này con quái vật mới xuất hiện dưới hình dạng thật của mình. Nhìn chung thì con này cũng không to lắm, chắc cũng lắm chỉ to bằng một cái đầu của người trưởng thành mà thôi. Thế nhưng hình dạng của nó mới là thứ làm người xem phải cảm thấy ớn lạnh. Hàng loạt những xúc tu cùng với cái mặt với hình thù kỳ quái chọn sting đỏ làm bữa ăn hàng ngày. Nhìn vào con này có thể liên tưởng ngay đến Alien trong franchise Alien and Predator, khi cũng là một sinh vật đến từ hành tinh khác và thậm chí có thể chui vào người khác để đẻ trứng. Thế nhưng có một cái là con quái vật này sẽ cần một vật chủ để có thể sống sót, và khi không có vật chủ, nó sẽ không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chính vì Carl là một bác sĩ chuyên giải phẫu, thì nó đã quyết định chọn Carl làm vật chủ tiếp theo của mình, để ngày nào với nó cũng là một bữa buffet. Thế nhưng trước khi nó kịp chui vào người, Carl đã nhận ra một điều rằng những khả năng cảm nhận không gian xung quanh như nghe hay nhìn sẽ dựa vào khả năng của chính vật chủ. Vậy nên ông đã quyết định tự làm mù cũng như làm điếc bản thân mình, để khi con quái vật nhập vào người, nó sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Và trước khi ra đi, Carl cũng đã để lại một lời nhắn trên ngực mình dành cho Craven, nói rằng ông hãy đốt cơ thể này đi. Tạo hình con quái vật trong tập tiếp theo The Outside thì có vẻ như lại không có gì quá là đáng sợ cả. Tập phim đưa chúng ta theo chân Stacy, một con nàng lập dị luôn luôn khó hòa nhập với mọi người vì mặc cảm với ngoại hình của mình. Ở một bữa tiệc Giáng sinh, Stacy đã khá bất ngờ khi được mọi người mời đến dự, và cô đã đi bắt một con vịt trời để làm quà tặng cho Gina, chủ ngôi nhà. Dù khá bất ngờ với món quà của Stacy, Gina vẫn vui vẻ đón nhận nó và tặng cho mọi người một lọ body lotion của hãng Aloglow. Tất cả mọi người đều lấy ra và sử dụng ngay lập tức. Thế nhưng có vẻ như Stacy lại bị dị ứng với sản phẩm này và phải đi về sớm. Trở về nhà, những vết dị ứng của Stacy có vẻ như ngày càng nặng hơn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, người đàn ông trên quảng cáo của Aloglow lại nói chuyện được với Stacy và thành công cho việc thuyết phục cô mua thêm một thùng nữa, và nói rằng cần thời gian để vịt hóa thiên nga, và chỉ cần Stacy tin vào sản phẩm này, cô sẽ có được vẻ đẹp và sự công nhận mà mình hòng mong muốn. Càng dùng thì mặt càng nổi mẩn hơn, thế nhưng Stacy vẫn tiếp tục bất chấp những lời khuyên can của chồng mình là Keith. Con quái vật trong tập này thì không hề đáng sợ chút nào. Nó có hình dạng y như một con người bình thường, chỉ là cơ thể nó được làm từ kem dưỡng của Aloglow mà thôi. Và có vẻ như nó được làm dựa trên chính cơ thể của Stacy, và bằng một cách nào đó có liên kết với cô, khi mà mọi hành động cô làm thì nó đều làm theo. Stacy không hề cảm thấy sợ con quái vật này, cô đã ôm nó. Và sau khi quay trở lại lên nhà với đầy kem dưỡng quanh người mình, Stacy đã thủ tiêu luôn người chồng của mình, vì nghĩ rằng anh là người duy nhất cản trở cô đến với vẻ đẹp hoàn hảo. Lên trên nhà, Stacy thấy con quái vật đã bước vào bồn tắm, mời gọi Stacy nằm vào trong đó. Một lúc sau, cô bước ra ngoài và hóa ra cái sản phẩm này có tác dụng thật. Stacy bóc những lớp dưỡng trên người mình như một con rắn đang lột da, và voila, một Stacy mới đã xuất hiện. Da trắng, mặt xinh, nụ cười tỏa nắng, và giờ đây cô đã hòa nhập được với mọi người như mình hằng mong ước. Dù cho đã là một Stacy mới, nhưng có vẻ như những sở thích quái dị của cô thì vẫn ở đó. Thay vì phi tang thi thể người chồng mình đi, cô lại biến chồng mình thành một pho tượng, và thậm chí còn để ở ngay phòng khách như một chiến lợi phẩm khi Stacy đã thành công trong việc biến đổi chính bản thân mình. Vẫn là một tập phim dựa trên tác phẩm của Lovecraft, Pigman's Model đưa chúng ta theo chân William Thurber, một họa sĩ trẻ tuổi, người mà cuộc đời đã bị ảnh hưởng sau khi gặp một người bạn cùng lớp là Richard Upton Pigman. Khi lần đầu gặp Pigman trong một buổi học vẽ chân dung, những gì mà Pigman vẽ đã khiến cho Thurber nghĩ rằng người đàn ông này thực sự có tài năng và một góc nhìn vô cùng đặc biệt. Thay vì vẽ một bức chân dung bình thường, Pigman lại vẽ một bức tranh với hình thù kỳ dị, với sting đỏ chảy ra từ người đàn ông. Thurber đã quyết định về nhà Pigman để xem các tác phẩm của ông, và đã nghe được những câu chuyện về da phả của người đàn ông này khiến cho cuộc đời Thurber bắt đầu thay đổi từ lúc này. Pigman kể rằng bà của ông có tên là Lavinia đã bị xử tử vì từng chế biến người chồng của mình thành món ăn cho những đồ đệ, như một sự hiến tế cho một con quỷ tới từ thế giới khác. Từ lúc này, Thurber bắt đầu nhìn thấy những ảo giác ở khắp nơi liên quan đến mụ phù thủy kia. Một thời gian dài trôi qua, Thurber có vẻ như đã có một vị thế vững chắc trong hội họa sĩ và có một gia đình hạnh phúc với người vợ Rebecca và người con trai tên James của mình. Thế nhưng bất ngờ Pinkman lại xuất hiện lại, gửi tặng Thurber chính bức tranh đã làm cho anh ám ảnh khi xưa, và những giấc mơ đã bắt đầu quay trở lại. Anh mơ thấy mình dự bữa tiệc của mụ phù thủy Lavinia, và thậm chí còn mơ thấy chính mình là điểm tâm của bữa tiệc đó.
anh đã tới nhà của Pinkman, thấy hàng loạt những bức tranh vẽ và anh đã quyết định đốt, đồng thời bắn người đàn ông này. Và lúc này thì con quỷ đã xuất hiện, nó lôi Pinkman quay trở lại cái giếng mà không làm hại gì đến Turber cả. Sáng hôm sau, nghĩ rằng đã phá hủy hết những bức tranh này, nên anh đã đưa vợ và con mình đến buổi triển lãm. Thế nhưng không, những bức tranh vẫn còn đó, và Joe, một người đồng nghiệp của Turber, đã bị ảnh hưởng với bức tranh và tự làm hại đôi mắt của mình. Chưa dừng lại ở đó, khi quay về nhà, vợ anh cũng tự làm hại đôi mắt của mình và đồng thời biến người con trai James của họ thành một vật hiến tế cho con quỷ ở dưới đáy giếng kia. Dù cho không được biết nhiều về con quái vật, nhưng có lẽ tên nó là York Sothoth và nó có thể xâm nhập tâm trí người khác thông qua những bức tranh, và Pinkman chính là người đem những món đồ hiến tế đến cho nó. Sở dĩ Turber không bị ảnh hưởng chút nào, có lẽ là vì tài năng hồi họa của anh, nên con quỷ đã muốn thuyết phục người họa sĩ này gia nhập băng đảng hắc ám. Tập phim này có lẽ không có quá nhiều cảnh máu me đáng sợ như những tập khác, thế nhưng có lẽ lại giúp chúng ta hiểu được phần nào sức mạnh của hội họa. Thứ mà những bức tranh tưởng như bình thường, nhưng đôi khi lại để lại những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ lên tâm trí con người. Tập phim tiếp theo, Dreams in a Witch House, được dựa trên một chuyện kinh dị ngắn được xuất bản vào năm 1932 của Lovecraft, đưa chúng ta theo chân Walter, một người vì muốn gặp lại người chị gái quá cố của mình nên đã làm những việc khiến anh phải đối đầu với những sinh vật đến từ một thế giới khác. Từ khi còn nhỏ, Walter đã tận mắt chứng kiến chị mình bị kéo vào một nơi khác qua một cánh cổng. Anh đã quyết định từ bỏ giấc mơ là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp của mình, gia nhập vào hiệp hội tâm linh với quyết tâm gặp lại Eppley, người chị yêu dấu của mình. Walter đã gặp được hai người lạ trong quán pub, và nhờ vào thức uống ma thuật của họ, anh đã tiến được vào khu rừng rồi gặp lại Eppley dù chỉ là một lúc. Nghĩ rằng đây chính là cách để có thể đưa chị gái của mình quay trở lại cuộc sống, Walter đã liên tục uống thứ thuốc ma thuật kia rồi thuê một căn nhà bị ám được cho là của Keziah Mason, một người phù thủy. Ngày đêm hôm đó, một con chuột biết nói đã cắn đứt dây điện và Walton đã được diện kiến người phù thủy này với tạo hình Nana Groot, là một phù thủy đã bị mắc kẹt ở thế giới bên kia và cần phải giết một ai đó thì mụ ta mới có thể quay trở lại cuộc sống thực được. Sau khi đã gặp một phù thủy, Walter đã quyết định nốc thêm thứ thuốc ma thuật để quay trở lại khu rừng và gặp Eppley. Chỉ có điều lần này thì anh không đi một mình. Keziah đã bám theo anh, để rồi khi Juan bị lôi trở lại thế giới thực, Eppley cũng đi theo, chỉ có rằng cô là một bóng ma. Hai chị em đã sang phòng bên cạnh rồi gặp Mariana, một người phụ nữ mà Juan cũng đã gặp trong rừng vừa nãy, rồi cả ba cũng đi đến một nhà thờ. Lúc này, Keziah lại xuất hiện, xử lý bà sơ, rồi lôi Walter ra ngoài. Trước khi mụ ta kịp xử lý Walter và quay trở lại thế giới thực, thì Eppley bất ngờ xuất hiện, đâm ngược lại vào người mụ, và thế là đi đời mụ phù thủy độc ác. Eppley thì có vẻ như đã giải được lời nguyền. Cô dần tan biến trong ánh sáng vàng, và có lẽ sau từng ấy năm, linh hồn của cô cũng đã được giải thoát. Nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Còn nhớ con chuột mặt người lúc trước chứ? Nó đã chui vào người Walt, chiếm lấy cơ thể anh, và lúc này thì tập phim mới thực sự đóng lại. Tập phim tiếp theo mang tên The Viewing, đưa chúng ta theo chân 4 người được cho là cực kỳ giỏi trong lĩnh vực của mình. Charlotte là một nhà thiên văn học, Guy là một nhà văn, Tark là một nhà ngoại cảm và Randall một nghệ sĩ. Tất cả đều được mời đến khu nhà có tên nhà chim sẻ, với kiến trúc vô cùng hiện đại dù cho tập phim này lấy bối cảnh vào năm 1979. Người mời họ đến là một đại gia có tên Lionel Lassiter, chủ của căn nhà và đồng thời cũng là một nhà sưu tầm. Ông mời 4 người kia đến và dù họ chơi đủ thứ đồ cỏ cây hoa lá rồi đưa họ đến một căn phòng để chiêm ngưỡng thứ đồ mà ông mới sở hữu được. Dựa vào kiến thức của mình, Charlotte dễ dàng nhận thấy rằng đây chắc chắn không phải là một mảnh thiên thạch. Một mảnh thiên thạch khi rơi xuống trái đất sẽ chịu những tác động của va chạm, ma sát các thứ và chắc chắn ngoại hình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không, thứ này vẫn nguyên vẹn, những đường nét chạm khắc vẫn còn nguyên. Và thậm chí, Lionel đã còn thử vài phương pháp nghiên cứu khác như sử dụng tia X-ray, máy quét các thứ. Thế nhưng tất cả những công nghệ đó đều không thể xuyên qua được lớp vỏ của vật thể này. Và thậm chí, thành phần của nó còn không nằm trong bất cứ nguyên tố nào có mặt trên trái đất cả. Khi Randall đang hút trong phòng, thì bất ngờ thứ khói đó lại được hấp thụ bởi thứ kia. Và nó có vẻ như đã bắt đầu thức tỉnh. Lớp vỏ bên ngoài bắt đầu vỡ ra, hiện lên là một sinh vật nhầy nhụa với hai cái xúc tu dài dài, ngoe nguẩy với hình dạng giống với hai cái sừng của Satan. Có vẻ như sinh vật này có khả năng làm tăng nhiệt độ xung quanh hoặc gì đó, khi tất cả những người đứng gần đó đều tan chảy hoặc nổ đầu theo đúng nghĩa đen. Tuck, Guy hay nữ bác sĩ Zara đều đăng xuất ngay lập tức. Charlotte và Randall chạy được, còn Lionel thì có vẻ như đã bị sinh vật này chiếm lấy cơ thể, sử dụng ông như một công cụ để có thể đi lại. Đúng như những gì Guillermo del Toro đã nói ở đầu phim, người sưu tầm trở thành người bị sưu tầm. Tập phim cuối cùng mang tên The Murmuring, một tập phim mà không có những con quỷ với tạo hình đáng sợ, mà chỉ đơn giản là một câu chuyện buồn với những chú chim
về những người mẹ và những đứa con của mình. Tập phim đưa chúng ta theo chân cặp vợ chồng Edgar và Nancy, hai nhà khoa học chuyển đến một ngôi nhà biệt lập với thế giới bên ngoài để tiếp tục nghiên cứu về chim, về tập tính của chúng. Và như thường lệ, giống như bao bộ phim kinh dị khác, thì một ngôi nhà vừa cổ, vừa ở một nơi như này kiểu gì cũng sẽ bị ám. Và đúng như vậy. Đầu tiên, có lẽ cứ phải hiểu về ý nghĩa của từ murmuring. Trong tập phim lần này, nó không chỉ có nghĩa là một lời thì thầm, mà đồng thời cũng là một tập tính của loài chim. Một tập tính khiến chúng luôn bay theo một đội hình nhất định để tránh khỏi sự tấn công của kẻ thù. Edgar và Nancy đã có được rất nhiều tư liệu về tập tính này. Và chính vì muốn hiểu tại sao những con chim có thể làm như vậy mà không mắc bất kỳ một sai sót nào, hai người đã chuyển đến ngôi nhà cũ để nghiên cứu nó. Và ở đây, Nancy đã bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ. Khi thu âm tiếng của chim, cô luôn nghe thấy những giọng nói thì thầm của một đứa bé và luôn nhìn thấy những bóng ma, dù chỗ Edgar đang nằm ngay bên cạnh và anh ấy thì không thấy gì. Chính vì những điều này mà Nancy đã bắt đầu xa lánh chính người chồng của mình, không có những hành động thân mật mà những cặp vợ chồng hay làm nữa. Hóa ra, Edgar và Nancy đã có một người con gái bé bỏng tên Ava đã mất khoảng một năm trước. Và Edgar mong rằng chuyến đi này, ngoài chuyện công việc ra, hai vợ chồng cũng có thể hàn gắn lại với nhau. Kể từ khi mất đi người con của mình, Edgar luôn rất buồn, trái ngược hẳn với Nancy. Egan nói rằng anh chưa từng thấy cô rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào vì người con gái của mình cả. Ở nơi này, Nancy đã liên tục nhìn thấy những bóng ma. Cô nhìn thấy người con gái Ava của mình, nhìn thấy đứa trẻ trong bồn tắm, và thậm chí còn gặp cả hồn ma của một người phụ nữ đập cửa ầm ầm, miệng luôn hỏi mày đã làm gì rồi. Nancy đã hỏi Grips, là người đã đưa hai vợ chồng đến chỗ này để ở, về câu chuyện của người chủ trước. Ngôi nhà này đã không có bất kỳ ai ở trong hàng chục năm rồi. Người chủ trước đây có tên Claudette đã bị đẩy đến đây vì cô đã có con. Mà trong một lúc quá giận dữ, cô đã quyết định dìm chết người con trai của mình. Chính vì muốn mọi chuyện kết thúc, Nancy đã quyết định đối đầu với hai con ma. Hóa ra, con trai của Claudette luôn luôn kêu lạnh và luôn nghĩ rằng mình bị dìm xuống nước là do cậu bé đã làm một việc gì đó có lỗi với người mẹ của mình. Nancy đã nói chuyện với hồn ma đó, và khi biết được sự thật, cậu bé đã định chạy đến ôm Nancy, nhưng rồi đã tan biến trước khi Nancy kịp cảm thấy bất cứ thứ gì. Nancy cũng đã gặp hồn ma của Claudette. Cô đã nhận ra rằng những gì mà người mẹ này luôn nói, mày đã làm gì, không phải là nói với Nancy, mà là nói với chính bản thân mình về việc Claudette đã hối hận vì tự tay hại chết chính người con trai của mình. Khi mọi bí ẩn đã giải đáp, Claudette đã nhảy khỏi căn nhà, và một lần nữa có vẻ như lời nguyền trên căn nhà này đã được giải. Nancy bước ra ngoài, một đàn chim bay quanh cô, và Nancy đã rơi nước mắt lần đầu tiên kể từ khi mất đi Ava. Và chính cô đã gọi điện nối lại tình cảm với người chồng Edgar của mình. Sở dĩ chỉ Nancy mới có thể cảm nhận được những hồn ma trong ngôi nhà, có lẽ vì cô và Claudette đều có những điểm tương đồng nhất định. Cả hai đều là những người mẹ, đều mất người con của mình, và đều có niềm đam mê dành cho những chú chim. Khi được người khác hỏi rằng cô thích điều gì nhất ở loài động vật này, Nancy luôn trả lời rằng đó là sự tự do, cái cảm giác được cất cánh và bay đi khắp mọi nơi, khiến cho cô có những niềm đam mê đích thực. Trùng hợp thay, Nancy cũng đã tìm thấy một mảnh vải mà Claudette đã đan, trong đó có những con chim cùng với dòng chữ Freedom. Những con ma đã khiến cho Nancy đẩy Edgar đi, nhưng nó cũng khiến cô vượt qua được nỗi đau của một người mẹ. Và giờ đây, khi Nancy đã mở lòng hơn, tập phim kết thúc, đánh dấu một mùa đầu tiên đầy căng thẳng, rợn người, nhưng cũng không kém cảm động của Cabinet of Curiosities. Mình đánh giá rằng đây là một series cũng khá ổn, nhưng những tập cuối thì có vẻ hơi đuối, không còn nhiều sức hút cũng như chất kinh dị như những tập đầu tiên. Thần thoại Cthulhu thì còn dài lắm, và mình nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, Guillermo del Toro kiểu gì cũng sẽ ra mắt phần phim tiếp theo. Mong rằng ở phần thứ hai, vị đạo diễn này sẽ đem đến cho chúng ta hàng loạt những con quái vật mới với hình tủ ngày càng gớm ghiếc. Và vào ngày 29 sắp tới, một series khá được mong chờ là Gen V, một spin-off của vũ trụ The Boys sẽ ra mắt. Và trên kênh của bọn mình đã có một vài video phân tích trailer rồi đó. Hãy xem thử và đừng quên cho chúng mình một like cũng như subscribe nhé. Way to Weird out.